Được rồi, mình sẽ đem số thịt này về cho vợ của mình ăn lót dạ trước, rồi sau đó mình sẽ đi sâu vào trong rừng kiếm thật nhiều thịt sao? Em nói chồng của em đi kiếm mồi mấy ngày nữa mới về hả? Có chắc không vậy? À, sao có kẻ lạ mặt vào ổ của mình? Em chắc chắn mà, anh cứ yên tâm đi. Với lại tình chồng của em ngu lắm, hắn không có biết hai đứa mình qua lại đâu. What the hell? Khốn kiếp, khốn kiếp, chúng mày cắm sừng tao, rồi nói tao ngu không biết gì à? Hiểu, sao mới hiểu lầm thôi, bình tĩnh đi. Tình ngu này để em giết hắn luôn, rồi chúng ta được đến bên nhau. Này, này, tỉnh dậy đi, ngươi không được chết, tỉnh dậy đi. Họ là một tên người tiền sử, người tới đây làm gì? Người muốn lột da ta hả? Cũng được, người giết ta đi, ta không muốn sống được, ta đau khổ quá. Không phải, không phải, ta tới đây để hái thuốc thôi, thì vô tình bắt gặp được một cặp rắn đang ngoại tình, sau đó còn giết chết rắn chồng nữa. Tất cả người đó, ta không thể nào đứng im được. Hôm nay ta quyết định cứu người để người đi báo mối thù này. Nhưng mà cơ thể của ta bị con mãng xà đực kia cắn bảy ngày hết rồi, làm sao có thể sống lại được? Ngươi cứ yên tâm, cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, ta sẽ hồi sinh được cho ngươi. Hả? Có chuyện gì vậy? Ở đây là ở đâu? Cơ thể của ta, ngươi làm gì cơ thể của ta vậy? Tin con người tiền sử kia. Ngươi cứ bình tĩnh đi, cơ thể của ngươi đã biến sang một dạng máy móc phù hợp với hình dạng của ngươi đó. Hả? Nhưng sao ngươi có thể làm được? Mấy ngày trước, ta thấy một tên người ngoài hành tinh lái một vật thể bay tới đây giết rất nhiều sinh vật. Thế là ta ra tay giết chết tên người ngoài hành tinh đó và cướp vật thể bay của hắn. Thật không ngờ cái vật thể bay này có thể biến đổi những sinh vật đã chết sang một dạng máy móc khác. Thế là ta tận dụng nó cứu rất nhiều sinh vật tại nơi này. Thì ra là vậy. Cảm ơn ngươi, tên con người tiền sử. Để ta báo món thù này xong, ta sẽ đi kiếm một con tinh tinh cái thật đẹp, thật nhiều lông về cho ngươi làm vợ. Được, Hào Án. Thôi, ngu ta không có mặn vậy đâu. Được rồi, ngươi đi báo thù đi. Cảm ơn ân nhân. Chào các bạn, tôi là một con rắn. Tôi có vợ và tôi rất thương vợ của mình. Nhưng thật không ngờ đến một ngày tôi đi kiếm thức ăn cho cô ta, thì cô ta đã dẫn trai về nhà. Kết quả cô ta cùng tình nhân của mình giết chết tôi. Nhưng may mắn tôi được một người tiền sử rất đặc biệt cứu lấy và biến đổi cơ thể của tôi thành một dạng máy móc hết sức kỳ lạ. Sau đó thì tôi cũng đã lên kế hoạch để bắt đầu đi báo thù. Tôi cũng bò thật nhanh, bò rất nhiều ngày để đến nơi hang ổ của bọn mãng xà. Đứng lại, con rắn kia. Đi ngang qua đây thì phải để lại mạng của ngươi. Hả? Cái gì vậy? Là lũ cướp bóc Raptor. Chết tiệt. Đau quá. Tôi không hay rồi. Cướp nhầm ổ kiến lửa rồi. Chạy đi. Mày định chạy đi đâu? Lũ khốn kiếp. Chết đi. Hay quá. Thật không ngờ cơ thể mới này lại tuyệt vời đến như vậy. Được rồi, nhanh chóng tới chỗ hang ổ của lũ mãng xà báo thù thôi. Cứ bò mãi rất nhiều ngày, và cuối cùng tôi đã đặt chân lên vùng đất của loài mãng xà. Cái gì thế kia? Con rắn lạ mặt, bộ mày muốn chết hay sao mà dám tới đây? Không, ta tới đây không phải để đánh nhau đâu. Ta tới đây để tìm con rắn mãng xà chán đực, nó đã dụ vợ của ta. Ta tới đây để báo thù thôi. Lấy vợ đẹp mà không biết trông non, có không giữ mất đừng tiền. Khốn kiếp, đúng là lũ mãng xà, các ngươi không biết đạo lý là gì à? Cơ thể của mình lại bị gì nữa đây? Không. Này, con rắn đực bị cắm sừng, tỉnh dậy đi. Là ân nhân người tiền sử. Sao ngài biết tôi gặp nạn ở đây mà tới đây chứ? Bởi
vì cơ thể của ngươi là sản phẩm máy móc của cổ mấy người ngoài hành tinh, nên bọn chúng liên kết với nhau sẽ thông báo nếu như cơ thể của ngươi bị rắc rối. Nhưng mà ngươi làm gì mà hư hỏng nặng dữ vậy? Tôi vừa chiến đấu với một con mãng xà cảnh gác, nó rất mạnh. Nhưng may mắn tôi giết chết được nó thì cơ thể của tôi đã hư hỏng rồi. Làm ơn hay làm cách nào cho tôi mạnh hơn nữa, khổng lồ hơn nữa, như vậy tôi mới có thể tiến sâu vào trong hang ổ của loài mãng xà, tìm tên đã dụ vợ của tôi. Được rồi, lỡ giúp ngươi thì giúp tới chót luôn. Để ta xem thử cái cổ máy của người ngoài hành tinh này có chức năng nâng cấp gì hay không. Tôi to lớn hơn rồi. Hay quá, hay quá. Mặc dù không sặc sỡ như lúc nãy, nhưng tôi cảm thấy mình thật là khỏe. Được rồi, cảm ơn ân nhân một lần nữa. Không có gì đâu. Giúp đỡ người là tạo dựng nên một nền công lý mới. Mau đi báo thù đi. Giết chết những kẻ làm ra những điều tầm bậy tầm bạ. Tôi biết rồi. Đâu rồi? Lũ khốn kiếp đó đâu rồi? Kìa, hang ổ của lũ mãng xà khổng lồ đang nằm ở trong đó. Lũ chết tiệt, mau giao ra kẻ đã dụ vợ ta. Tình mãng xà được màu trắng, đồng loại của các ngươi ở đâu? Mẹ kiếp, cái thứ kỳ lạ này dám vào trong nơi đây quậy chúng tao à? Giết nó đi anh em. Thế là cuộc chiến giữa một mình tôi và lũ mãng xà này cũng vô cùng ác liệt. Cơ thể mới của tôi rất trâu, rất khỏe, còn lũ mãng xà này thì rất đông. Tuy nhiên, những cú táp, những cú đớp của tôi cũng khiến cho từng thành viên trong lũ mãng xà này ngã gục dần dần. Khổ kiếp, mày định giết hết cả dòng lợi của bọn tao à? Ta đã nói lý lẽ với các ngươi rồi, các ngươi không chịu nghe làm chi? Ta đã bảo là hãy chỉ chỗ cho ta con rắn mãng xà được đồng loại của các ngươi màu trắng đó đang ở đâu. Dừng lại đi. Chúng tôi chỉ nghe phong phanh từ khi hắn dụ được vợ của một con rắn nào đó, rồi hắn đã đến một vùng đồng bằng ở phía bắc đó sống vui vẻ, chứ hắn không còn ở đây nữa đâu. Tình khốn kiếp đó. Được rồi, coi như lời của các ngươi với ta không có chuyện gì xảy ra. Ta đi đây. Với cơ thể mới đặc biệt vừa mạnh lại vừa tốc độ, tôi cũng nhanh chóng đi về vùng đồng bằng phía bắc. Nhưng lúc này hiện ra trước mặt của tôi một cảnh tượng thật không thể ngờ. Tên rắn mãng xà màu trắng đó hẳn đèn hấp hối. Ngươi muốn gì? Ngươi muốn ăn thịt ta hả? Mày không nhận ra tao hay sao? Tao chính là con rắn ngày xưa. Mày đã cùng vợ tao giết chết tao đây nè. Sao ngươi lại thay đổi lạ thế? Nhưng mà con rắn vợ của ngươi đúng là một con rắn dâm loạn. Nó lại ngoại tình và cắm sừng lên đầu của ta. Thậm chí tình nhân mới của nó còn cắn xé cơ thể của ta như thế này nè. Đúng là quả báo mà. Được rồi, ngươi hãy từ từ tận hưởng cái chết đi. Để ta đi tìm cái con vợ và tên tình nhân mới đó, cho bọn chúng một bài học. Quạt, dừng lại đi. Hắn mạnh lắm, hắn đã tu luyện thành rắn chín đầu rồi, người đánh không lại đâu. Hả? Vậy à? Nhưng trong người đau đớn quá. Hãy nhắm mắt lại đi, ta sẽ tiễn ngươi xuống suối vàng để ngươi đỡ đau đớn hơn. Chắc có lẽ giờ mình phải cấp tốc quay trở về chỗ nhà ân nhân người tiền sử của mình, nhờ ông ấy giúp đỡ nâng cấp cơ thể của mình một lần nữa, mới có hy vọng đánh bại con rắn chín đầu đó. Hả? Thứ gì vậy? Hả? Ân nhân của mình? Không, ân nhân, ông bị gì vậy? Là lũ người ngoài hành tinh tới đây để báo thù tôi, vì tôi đã giết đồng loại của bọn chúng. Nhanh lên, cỗ máy phi thuyền của bọn chúng tôi đã giấu đi rồi, giấu ở trong cánh rừng phía trước nhà tôi đó. Hãy sử dụng nó. Không, ân nhân. Được rồi, sau khi
tôi báo thù của tôi xong, tôi sẽ tìm lũ người ngoài hành tinh và giết hết bọn chúng. Cô mấy phi thuyền đâu rồi? Thấy rồi. Khởi động nào. Nâng cấp cho ta nào. Được rồi. Cái gì đây? Wow. Mình thành một con rắn bay khổng lồ rồi hay sao? Trời đất ơi, mình có những cái chân giả lập nữa kìa. Hay quá. Giờ thì mình giống như là một con rồng vậy. Đúng rồi, nhanh chóng nào, đi báo thù thôi. Thật tuyệt vời, thật là nhanh. Thật không ngờ tôi là một con rắn và bây giờ lại có thêm một đôi cánh có thể bay được như thế này. Thế là tôi cũng cấp tốc đi theo hướng ngược lại, và không mất thời gian bao lâu, cuối cùng tôi gặp được kẻ thù của mình, một con rắn chín đầu khác. Hả? Thứ gì mà lạ lùng vậy? Mày muốn gì? Tại sao mày lại tấn công tao? Mày làm giống như mày vô tội vậy. Đi dụ vợ của người khác, rồi giết sinh vật khác, mày không nhận ra tội của mày à? Cái gì chứ? Tao nhớ, tao đâu có dụ vợ của mày đâu. Mày có nhầm lẫn hay không? Nhầm lẫn à? Mày không nhớ hay sao? Mày đã dụ một con rắn cái nhỏ khỏi tay của một con rắn mãng xà đực màu trắng và giết chết nó. Nhưng liên quan gì tới mày? Tao chính là chồng chính thức của con rắn cái nhỏ đó. Mày và con rắn mãng xà đực kia đều là những kẻ cắm sừng tao. Vợ của tao nữa, nó đâu rồi? Thì ra là mày. Con khốn kiếp đó lại đi ngoại tình. Tao tức quá, giết chết nó cùng với tình nhân của nó rồi. Mày giết vợ tao rồi, khốn kiếp. Mày đi ra, tao giúp mày tiêu diệt những kẻ cắm sừng mày. Mày cũng đánh tao. Mặc dù lũ khốn kiếp đó đáng chết, nhưng mày cũng vậy. Mày làm tổn hại kẻ khác cũng chẳng tốt lành gì. Hôm nay tao sẽ thay thế cho công lý, thay trời hành đạo, tiêu diệt những cái thứ bẩn thỉu như mày. Chết đi. Được rồi, mối thù của tôi cũng đã tạm thời trả xong. Giờ tôi sẽ đi kiếm lũ người ngoài hành tinh và báo thù cho ân nhân của mình.